Các bậc phụ huynh thân mến, rủi ro luôn tiềm ẩn và nguy hiểm thì có thể xảy ra ngay chính trong ngôi nhà của chúng mình. Cha mẹ thì không thể luôn ở bên để quan tâm và bảo vệ cho các con. Chính vì vậy mà việc giáo dục cho các con về cách nhận biết và tránh xa một số đồ dùng nguy hiểm trong gia đình là vô cùng quan trọng và cần thiết. Trong gia đình của chúng ta có rất nhiều các đồ dùng sắc nhọn có thể gây nguy hiểm và gây thương tích cho trẻ, ví dụ như bị chảy máu, bị thương, bị điện giật. Với mong muốn các con được phát triển toàn diện và an toàn trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, hôm nay cô rất vui vì lại được đồng hành với các bậc phụ huynh để chia sẻ một số kinh nghiệm để giáo dục cho các con về cách nhận biết và tránh xa các đồ dùng nguy hiểm trong gia đình của mình. Kính mong các bậc phụ huynh và tất cả các con cùng đón xem video của cô ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, cha mẹ cần giáo dục cho các con biết đâu là đồ chơi an toàn và cách chơi an toàn trong chính ngôi nhà của chúng mình. Cần tránh xa một số đồ dùng trong nhà bếp, một số đồ dùng sắc nhọn như dao, kéo, nĩa, tam xiên. Đây là những đồ dùng cha mẹ thường sử dụng trong nhà bếp để chế biến các món ăn hàng ngày, rất dễ gây thương tích cho trẻ, làm cho trẻ bị chảy máu và đau. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần cho trẻ biết tác dụng của những đồ dùng đó và nhắc nhở trẻ không được sử dụng các đồ dùng một cách tùy tiện, gây thương tích. Nhắc trẻ muốn sử dụng phải có sự hướng dẫn của người lớn và muốn thực hiện phải có người lớn ngồi cùng. Cha mẹ cần lưu ý tất cả đồ dùng đó để ở vị trí trên cao so với tầm với của trẻ và ở vị trí an toàn sau khi sử dụng. Một số đồ dùng trong học tập đó là bút chì, compa, eke thường có trong góc học tập của trẻ và anh chị trong nhà. Trẻ lại rất thích thú sử dụng với những đồ chơi, đồ dùng học tập đó. Cha mẹ cần nhắc nhở trẻ sử dụng đúng cách, không nô nghịch khi sử dụng những đồ dùng đó. Tiếp theo là một số đồ vật, đồ dùng xung quanh trẻ. Đinh, ốc vít, kim khâu, đồ chơi sắc nhọn, kiếm nhựa, những mảnh vỡ của thủy tinh là những đồ dùng gây nguy hiểm, có thể làm cho trẻ bị đứt tay, chảy máu khi sử dụng. Nhắc trẻ khi nhìn thấy những đồ vật đó phải tránh xa, không được dẫm vào những đồ vật và có thể nhặt những đồ dùng đó để gọn vào. Thứ hai, đó là một số đồ dùng như bàn là, bếp ga, ấm điện, phích nước, nồi cơm điện. Đây là một số đồ dùng có thể gây thương tích, gây bỏng cho trẻ trong quá trình sử dụng. Phụ huynh cần nhắc nhở trẻ không lại gần và sờ tay vào ấm nước đang sôi, nồi đang đun trên bếp, bàn là đang nóng. Ví dụ, cho trẻ xem hình ảnh bạn nhỏ đang sờ tay vào nồi đang đun trên bếp ga và hỏi trẻ: bạn đang làm gì đây? Và sau đó bạn bị làm sao? Theo con, khi bị đổ nước vào người, bạn ấy sẽ bị làm sao? Hoặc cha mẹ có thể cho trẻ làm thí nghiệm như sau: cho trẻ đứng gần bếp đang đun hoặc chạm tay vào đồ dùng hơi nóng, hỏi trẻ: con cảm thấy như thế nào? Sau đó cha mẹ sẽ giải thích để con tránh xa những đồ vật nóng dễ vỡ như phích, bếp ga, bếp củi, bàn là, nồi áp suất, nồi cơm. Thứ ba là một số chất có thể gây nguy hiểm, ví dụ như nước lo sàn, nước tẩy rửa bồn cầu, sữa tắm. Đối với các loại nước, loại chất này, các bậc phụ huynh cần giáo dục các con tránh xa và cất giữ ở một nơi cao, tránh xa tầm tay của trẻ. Cần nhắc nhở trẻ khi sử dụng sữa tắm, kem đánh răng thật cẩn thận, không để bị dây vào mắt, vào miệng của trẻ. Nếu bị dây vào mắt sẽ gây ra đau mắt, vào miệng sẽ gây bị ngộ độc. Để xa tầm tay của trẻ, các loại hóa chất tẩy rửa như nước tẩy bồn cầu, thuốc tẩy tuyệt đối không cho trẻ sử dụng. Thứ tư là một số đồ điện, đó chính là một số đồ dùng sử dụng điện, ví dụ như điện thoại, máy giặt, bình nóng lạnh, bóng sưởi, các ổ điện và phích cắm rời. Các phụ huynh cần chú ý nhắc các con khi muốn sử dụng phải giữ cho đôi tay thật khô ráo để tránh bị điện giật. Nhắc trẻ không được tự ý cắm ổ điện, không được vừa sạc vừa xem điện thoại, tắt bình nóng lạnh để đảm bảo an toàn, tránh điện giật, đảm bảo tính mạng cho trẻ và cho mọi người xung quanh. Nhắc trẻ
không được nhét bất cứ đồ dùng gì vào ổ cắm. Hướng dẫn trẻ chỉ được bật các công tắc khi sử dụng điện, không nên cắm phích điện vào ổ cắm. Khi sử dụng các thiết bị như TV, điện thoại, quạt, đảm bảo tay trẻ phải khô ráo. Kính thưa các bậc phụ huynh, trên đây là một số gợi ý về cách dạy trẻ, cách nhận biết và tránh xa một số đồ dùng nguy hiểm trong chính gia đình của mình. Tôi hy vọng với những chia sẻ của mình ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh có thể trang bị và dạy cho các con có những kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân. Tôi xin chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe, chúc các con chăm ngoan, học giỏi và có những kỹ năng thật tốt để bảo vệ sức khỏe của mình. Và bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.